Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về ở cái phân khúc SUV, quý vị và các bạn nhé, SUV 5 chỗ ngồi. Đó chính là chiếc xe Mazda CX-5, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Ở những chiếc xe Mazda CX-5 thì nó có phiên bản 2.0 và phiên bản 2.5. 2.0 thì là cái phiên bản thiếu đồ, nhưng ở phiên bản 2.5 thì đã là cái phiên bản đầy đủ hết rồi quý vị bạn nhé. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda CX-5 này ở cái phiên bản là 2.5 quý vị bạn nhé, màu xanh thiên thanh, 2.5, số tự động, và chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị bạn ạ. Ở cái phiên bản 2.5 này thì xe đã được trang bị đầy đủ full option, từ khóa thông minh, đề nổ start top cho đến nội thất da, ghế chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí, cửa số nóc, điều hòa tự động hai vùng độc lập và đầu DVD, màn hình, camera lùi. Đặc biệt hệ thống giải trí âm thanh cao cấp là loa Bose quý vị bạn nhé. Xe đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn LED ban ngày này, đấy, hay còn gọi là đèn daylight, cảm biến áp suất lốp, đầy đủ hết cả rồi quý bạn ạ. Và đặc biệt nữa là nhìn đằng sau thì quý bạn thấy là nó được trang bị đến 2 ống bô quý bạn nhé. Phiên bản 2.0 chỉ có 1 ống bô thôi, còn 2.5 thì có tới 2 ống bô. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là những cái option mà chủ xe đã lắp thêm đấy ạ. Ví dụ từ bậc cửa này, đến trải sàn thảm da 5D, trải sàn da 5D, dán phim cách nhiệt, rất là nhiều đồ rồi quý vị và bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 668 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda CX-5 2016 phiên bản 2.5 tên tư nhân biển Hà Nội này quý vị bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ và máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 668 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất cũng ưu đãi, quý vị các bạn có thể yên tâm quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.